bạn ơi. Và nó xong các bạn. Tiếp theo là giai đoạn chúng tôi sẽ ăn thử và xem nó như thế nào nha các bạn. Chúng tôi sẽ lấy cái muỗng này nha các bạn, một cái chơi lớn. Trước tiên là phải thử một miếng gọi miếng dưa hấu đi. Dưa hấu nó có vị béo béo mà nó ngọt ngọt chua chua các bạn. Không hiểu vì sao, để nếm thử miếng nước này. Nước thì nó hơi mùi nho, nó ngọt, nó chua chua, sảng khoái quá các bạn ơi. Tiếp theo là miếng xài nha các bạn. Xài ăn trong đây nó quên, nó kiểu như nó quên hết cái vị chua các bạn. Ăn vô thấy nó ngọt ngọt, chua chua, béo béo, thơm mùi nho. Theo tôi, cái cây chính trong đây là dưa hấu các bạn. Các bạn ở nhà mà rảnh thì các bạn nên ăn làm ăn thử cho nồi xem các bạn. Ăn thử Phú Ben thử miếng thanh long đây. Thiếu một miếng thanh long các bạn. Tôi sẽ ăn miếng thanh long kèm thêm miếng nước nha. Cảm giác nó như sao? Nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó hơi mùi nho. Nói chung đặc sản của cái này là nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó lạnh lạnh. Nhãn nữa kìa, ngon lắm các bạn. Để tôi chọn lên là tiếp theo là nhãn nha các bạn. Đây các bạn, nhãn này nó hơi mùi nhãn, nó hơi mùi, nó không có chua chua. Nói chung nhãn chỉ tiếp xúc với cái nước thôi, không có vị gì nữa các bạn. Cái mùi thì cũng như mùi nhãn thôi, lại cái mùi này nó... cái mùi này nó kiểu như là nó khó bị phai ấy. Và chúng tôi thấy như vậy nhiều quá các bạn. Các bạn nhìn đi, nó quá nhiều. Hai thằng tôi không phải ăn được nên tôi có rủ một thằng bạn. Theo mình được biết thôi nha, thì dưa hấu ngon nhất. Các bạn cứ mua nhiều dưa hấu hơn mấy cái cây khác đi. Nãy chúng tôi quên mua sữa chua, nhưng mà cũng hên cho đây có xài, khiến cho nói chung này chua chua là ngọt. Có sữa chua nó là ngon rồi. Cái nước nó có gì chua chút. Trời như vậy mình ăn quá các bạn. Hiện tại thì đang chỗ mình đang là 33 độ C nha mọi người. Rất là nóng luôn. Nè, thấy không? Thấy bạn. Hiện giờ đang 5 giờ mấy á mà trời đang còn nắng luôn mà.
ngon quá các bạn ơi. Không biết liệu bố anh tôi có thể ăn nổi hai này không nữa. Chúng tôi sẽ thử thách nha các bạn. Dạ, thử thách cho chính mình, chính cái bụng của mình. Đúng. Tôi không biết ăn hết không nữa mà tôi thấy hơi no no rồi. Hơi lủng rồi các bạn. Ở dưới miền quê như vậy, chiều bước sắc ly này ra ăn ngon lắm các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Và các bạn không có là các bạn, chúng tôi đã cảm nhận hết và cái món này cho các bạn xem hả. Các bạn thích thì mấy bạn hãy làm. Dụng cụ thì chúng tôi đã quay ở phía phòng trước rồi và mình kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì cho chúng tôi một like để tiếp thêm động lực. Các bạn nhớ hãy chia sẻ và subscribe chúng tôi nha các bạn. Subscribe cái chuông á. Nhấn cái chuông để chúng tôi ra video các bạn biết sớm hơn. Bye bye các bạn. Bạn muốn làm cái món này á, hãy đủ, nếu đông người thì các bạn thử làm nha. Chứ bốn thằng tôi ăn không nổi. Từng người nha mọi người. Cho từng người luôn. Cho ông đó một thao luôn. Từng người nha mọi người. Dạ mẹ cho cái cây á. Sau một buổi trưa thì ăn và cho rất là nhiều người luôn, cho khoảng 5-6 người.